Chào anh em nha. Hôm nay mình mới mua được cặp xi nhan đồ chơi Nhật Bản hiệu Boss để gắn cho chiếc 67 tình thương của mình. Mở ra cho anh em coi nha. Cửa hàng chỗ mình mua Moto Tabugo. Ở đây hàng đồ chơi Nhật Bản Boss, chữ Nhật không à. Này thấy vô dây điện không có ai mở ra rồi. Dây nó dài, nước xì quá sáng luôn anh em ơi, đẹp quá đẹp rồi. Không có bóng đèn này, này ốc inox. Hướng dẫn sử dụng. Rồi giờ anh gắn lên xe cho anh em coi nha. Rồi mình sẽ xài chân MD anh em. Đặt cái đây. Ốc này do mình không thích xài ốc inox, xài ốc bắt gù của Honda Nhật. Thay thế cho ốc này. Ốc này mình xài oxy luôn nha anh em. Oxy của máy phát điện Honda Nhật Bản á.